bạn theo mình. Chào buổi sáng ở thành phố Cà Mau, lại là Chanh và Quýt đây. Như thường lệ, trước những chuyến đi chơi thì tụi mình luôn bắt đầu với những bữa sáng chất lượng. Hôm nay đã là ngày thứ 2 trong chuyến hành trình về đất mũi của tụi mình. Hiện tại thì tụi mình vẫn đang ở thành phố Cà Mau, mà thành phố Cà Mau thì cách đất mũi khoảng 100 km, một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Cùng ngắm nhìn view thành phố một lần nữa trước khi tiến sâu hơn vào đất mũi nào. Càng tiến vào sâu trong lòng đất mũi thì nhà dân ngày càng thưa thớt hơn. Rừng rậm cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nghe mọi người kể rằng ngày xưa khi từ thành phố Cà Mau tiến về đất mũi chỉ có 100 km thôi, nhưng mà khó khăn dữ lắm. Ai muốn đi vào đất mũi thì phải ngồi đò từ sáng tinh mơ đến tối mịt thì mới đến nơi. Bây giờ đã có đường trải nhựa rồi nên từ thành phố Cà Mau về đất mũi thì đường đã không còn xa xôi như trước nữa. Mà chỉ chưa đầy 2 tiếng thì chúng ta đã có thể tới đất mũi rồi. Các bạn có biết không, đất mũi là nơi mà đất biết nở, rừng biết đi và biển biết sinh sôi. Với dải đất nhô ra biển theo hình mũi thuyền. Nếu chúng ta chịu khó ngắm nhìn hai bên đường thì chúng ta sẽ thấy một cánh rừng, cây đước và cây mắm bạt ngang. Hai loại cây này là hai loại cây điển hình cho hệ sinh thái vùng ngập mặn, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nước biển xâm lấn vào đất liền. Hai loại cây này nếu nhìn bề ngoài thì sẽ rất khó để phân biệt được, vì nếu nhìn sơ qua thì chúng có vẻ rất là giống nhau. Cách mà chúng ta có thể phân biệt hai loại cây này thì mọi người có thể nhìn vào phần rễ của nó. Cây đước thì rễ nó sẽ mọc xuôi xuống, còn cây mắm thì rễ nó sẽ mọc ngược lên trời. Các nhà sinh vật học đã giải thích cho hiện tượng này là vì đặc điểm của rễ cây mắm là thực hiện hô hấp, cho nên nó phải mọc ngược để có thể lấy được nhiều oxy hơn. Và đặc biệt là vào mùa cây mắm ra quả, thì là từ tháng 7 âm lịch trở đi, thì những con ba khía và con cá thòi loi sẽ bò lên đến tận ngọn cây để ăn quả. Nên ba khía và cua vào những mùa này rất là ngon. Và mũi Cà Mau cũng là địa điểm duy nhất trên cả nước mà chúng ta có thể ngắm được mặt trời mọc ở biển Đông và nhìn mặt trời lặn ở bờ Tây. Cuối cùng thì cũng đã đến địa điểm cuối cùng của đất nước rồi. Mọi người hãy cùng tham quan với tụi mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cột mốc tọa độ quốc gia, là cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên đất liền tại mũi Cà Mau. Còn hiện tại nơi mình đứng đây là hệ thống đê kè chắn sóng, là bờ kè dài hơn 2 km, ôm trọn mũi Cà Mau, ngăn sạt lở và bảo vệ rừng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau.
đây được mô phỏng lại kiến trúc cột cờ của thủ đô Hà Nội với diện tích lên đến hơn 16.000 m². Ngoài ra thì bên trong còn có trưng bày hiện vật, tranh và ảnh về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người ở vùng đất Cà Mau qua nhiều giai đoạn. Các bạn hỏi tại sao tụi mình vẫn chưa tham quan được biểu tượng con cua và biểu tượng con tàu mũi Cà Mau thì đây là lý do. Cũng đã tới lúc tụi mình dừng chân để thưởng thức các đặc sản như cá biết leo cây mà người dân bản địa gọi là cá thòi lòi, ba khía, cua, tôm cá rất là tươi ngon và rẻ. Sau đó tụi mình tiếp tục đi từ Đất Mũi về lại Bạc Liêu mất khoảng hơn 3 tiếng nữa. Gia đình mình cố gắng tranh thủ để kịp về coi đờn ca tài tử ở đây. Và trước khi đi xem thì cũng phải cố gắng tranh thủ để lót bụng cái đã. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhanh chân đến nhà hát Ca Văn Lầu nhé. Nhà hát Ca Văn Lầu được đặt tại quảng trường Hùng Vương của thành phố Bạc Liêu và được biết đến như là cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ. Bên ngoài nhà hát thì được thiết kế mang đậm nét Việt Nam với hình ba chiếc nón lá đang xen vào nhau. Nhà hát sẽ có các vở vào mỗi tối thứ năm và tối thứ bảy hàng tuần và vé vào cổng sẽ là hoàn toàn miễn phí nhé. Và giờ thì mọi người cùng thưởng thức đờn ca tài tử với tụi mình nhé. Mọi người tính nhiệm nữa không?
nhị, hãy chuẩn bị cho ta một bàn hương án và tìm giúp cho ta một chiếc khăn tay. Hãy cho chứng chắc, người hãy nghe đây, sao ba học viên lập ta sẽ hỏa thiêu thì sắc. Hội viên thứ nhất, hội viên thứ hai. Chủ tướng, chủ tướng, phụ quân ơi, nhưng hôm nào thấy tỉ chặt đi vậy đi mà sắc son. Video của tụi mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn và mọi người nhớ subscribe và đăng ký và like kênh của tụi mình nhé. Tạm biệt.